Đàm phán ngừng bắn ở Gaza không đột phá, Rafah chuẩn bị đối diện tử thần. Đáng chú ý, Houthi tố Mỹ, Anh điều trinh sát cơ giúp Israel chuẩn bị cho cuộc thảm sát ở Rafah. Giữa lúc đó, IDF công bố chân dung kẻ chủ mưu của Hamas bên trong đường hầm Gaza. Mỹ xem xét các giải pháp thay thế UNRWA để duy trì viện trợ nhân đạo. Giao tranh tại Đông Âu cũng tăng nhiệt, tướng mới của Ukraine tiết lộ thay đổi lớn trong chiến lược. Ukraine đổ quân về Avdiivka khi Nga ồ ạt tấn công. Tình báo Ukraine nói Nga đã mua Starlink từ các nước Ả Rập. Diễn biến khác, cố vấn an ninh của ông Trump đề xuất hệ thống phân cấp mới cho các thành viên NATO. Tổng thống Biden chỉ trích phát biểu nguy hiểm của ông Trump về liên minh do Mỹ dẫn đầu. Nga nói sai lầm của lãnh đạo Mỹ có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu. Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế. Sau đây là các tin tức đáng chú ý về an ninh thế giới vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Reuters đưa tin cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ai Cập, Israel và Qatar về việc ngừng bắn ở Gaza đã kết thúc hôm 13 tháng 2 mà không có bất kỳ tiến triển đáng kể nào. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, gần 1 triệu người ở phía nam Gaza đang đối diện với nguy cơ di dời khi Israel tiếp tục kế hoạch tấn công. Nhiều lời kêu gọi yêu cầu Tel Aviv ngừng kế hoạch tấn công vào khu vực phía nam của Gaza. Tuy nhiên, đến thời điểm này, không có thông tin cụ thể về bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong cuộc đàm phán này. Thành phố Rafah, nơi có dân số trước chiến tranh khoảng 300.000 người, giờ đây đang chứng kiến cảnh tượng hàng ngàn người vô gia cư sống trong các lều trại và nơi tạm trú. Họ đã chạy trốn khỏi các cuộc tấn công của Israel từ các khu vực xa hơn về phía bắc của Gaza trong hơn 4 tháng xung đột. Israel tuyên bố muốn loại bỏ tất cả các chiến binh Hamas ra khỏi nơi ẩn náu của Rafah và giải thoát các con tin Israel đang bị giam giữ tại đây. Quân đội nước này cho biết đang lên kế hoạch sơ tán thường dân Palestine, nhưng chưa có kế hoạch nào được công bố. Các tổ chức viện trợ cho biết người dân bị di dời hiện không có nơi nào khác để đi trong vùng lãnh thổ đang bị tàn phá này. Martin Griffiths, người đứng đầu các nỗ lực viện trợ của Liên Hợp Quốc, lên tiếng cảnh báo rằng nếu Israel tấn công vào Rafah, tình hình cứu trợ nhân đạo sẽ gần như bất khả thi. Ông nhấn mạnh rằng các hoạt động quân sự ở Rafah có thể dẫn đến một cuộc tàn sát ở Gaza. Những người Palestine ở Rafah đang đối diện với tử thần. Ông kêu gọi Israel lắng nghe những cảnh báo của cộng đồng quốc tế về hậu quả nguy hiểm của cuộc tấn công. Trong khi đó, cư dân tại Rafah cho biết, các xe tăng của Israel đã tiến hành pháo kích khu vực phía đông của thành phố trong đêm, gây ra sự hoảng loạn lan rộng. Bên cạnh đó, những người bị di dời tính đến thời điểm này đã lên đến hàng chục người, đã bắt đầu rời khỏi Rafah sau các cuộc tấn công và không kích của Israel trong những ngày gần đây. Đêm qua ở Rafah rất đáng sợ. Chúng tôi đã quay trở lại Al-Maghazi vì sợ hãi. Chúng tôi phải di dời từ nơi này sang nơi khác, một cư dân chia sẻ với Reuters. Bất cứ nơi nào chúng tôi đến đều không an toàn. Cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập trở thành lối thoát duy nhất để đưa người dân khỏi vùng chiến sự. Tuy nhiên, Cairo khẳng định sẽ không cho phép người tị nạn di cư qua biên giới. Trong một cập nhật mới nhất, các quan chức y tế Gaza thông báo có thêm 133 người Palestine thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng lên 28.473 và 68.146 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Ngoài ra, nhiều người khác được cho là đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy trên khắp dải Gaza. Nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác đang cạn kiệt và dịch bệnh đang lây lan. Khoảng một nửa trong số 2,3 triệu người dân của Gaza hiện đang bị nhốt tại Rafah, theo Reuters. Đáng chú ý, nhóm phiến quân Houthi mới đây tuyên bố rằng các máy bay giám sát của Mỹ và Anh đang phối hợp với Israel để chuẩn bị cho một cuộc đại chiến ở Rafah, miền nam Gaza. Sky News dẫn lời Abdel Malik al-Houthi, thủ lĩnh của nhóm Houthi cho biết, các máy bay trinh sát của Mỹ và Anh đang đi đầu và chuẩn bị cho loạt tội ác đẫm máu theo kế hoạch của Israel. Ông cho rằng hai nước này đã tham gia hỗ trợ hậu cần cho các hoạt động của Israel ở dải Gaza, cũng như đề xuất của Thủ tướng Israel về một chiến dịch trên bộ tiềm tàng ở Rafah. Trong bài phát biểu trên truyền hình, al-Houthi cũng cáo buộc Liên đoàn Ả Rập và các nước Ả Rập đã phục tùng Israel.
liên đoàn các quốc gia Ả Rập ở đâu, ngay cả cấp độ ngoại giao, hành động của họ cũng rất yếu kém và không có sự cân nhắc hay tác động nào, phát ngôn Houthi gay gắt nói. Bên cạnh đó, thủ lĩnh của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen hôm 13 tháng 2 cho biết, nhóm này đã ngăn chặn các tàu liên kết với Israel đi qua vịnh Aden trong tuần qua. Israel cũng không thể bảo vệ việc đi lại và di chuyển của các tàu của họ qua eo biển Bab al-Mandab. Cả Mỹ và Anh cũng đã thất bại. Và việc thất bại của họ là thành công của chúng ta. Mục tiêu ngăn chặn việc đi lại và di chuyển của các tàu liên quan đến Israel là chiến thắng của chúng ta, Abdul Malik al-Houthi nói trong bài phát biểu trên truyền hình. Phiến quân Houthi, lực lượng kiểm soát khu vực đông dân nhất Yemen, đã liên tục nổ súng tấn công vào các tàu thương mại quốc tế kể từ giữa tháng 11. Theo các nguồn tin vận chuyển và bảo hiểm, mục tiêu của họ là các tàu có quan hệ thương mại với Mỹ, Anh hoặc Israel. Hành động này đã gây nguy hiểm cho hoạt động vận chuyển trên tuyến đường thương mại quan trọng giữa châu Á, Trung Đông và châu Âu. Các cuộc tấn công đã khiến một số công ty phải dừng các chuyến hành trình trên Biển Đỏ và chọn tuyến đường dài hơn và đắt đỏ hơn quanh lục địa châu Phi. Để đáp trả hành động này, Mỹ và Anh đã điều máy bay chiến đấu thực hiện các cuộc tấn công trên khắp Yemen. Ngày 13 tháng 2, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, đã công bố đoạn video mà ông nói là cho thấy thủ lĩnh Hamas ở Gaza, Yahya Sinwar, đi qua một đường hầm phía dưới thành phố Khan Yunis vào ngày 10 tháng 10 năm 2023. Đoạn video được ghi lại bởi camera an ninh, nằm trong số những đoạn video mà IDF có được kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, cho thấy một người đàn ông dẫn một phụ nữ, trẻ em và một người đàn ông khác đi dưới đường hầm. Chuẩn đô đốc Hagari nói rằng, những người trong video bao gồm Sinwar, vợ và các con của ông ta đang được anh trai của nhân vật này dẫn đường. Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo trên truyền hình, chuẩn đô đốc Hagari không trả lời các câu hỏi về việc quân đội Israel biết gì về nơi ở hiện tại của thủ lĩnh Hamas, nhưng cho biết Israel đang truy đuổi Sinwar, dù sống hay chết. Chuẩn đô đốc Hagari nhấn mạnh, trong khi người dân Gaza đang phải chịu đựng đau khổ trên mặt đất, thì thủ lĩnh Hamas lại ẩn náu trong các đường hầm dưới lòng đất, chạy trốn như một kẻ hèn nhát cùng với thành viên trong gia đình. Trong một diễn biến liên quan khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm 13 tháng 2 tuyên bố rằng Washington đang xem xét tất cả các lựa chọn thay thế sẵn có để tiếp tục viện trợ ở Gaza, bất kể khả năng Quốc hội có thể thông qua luật cấm tài trợ cho UNRWA, cơ quan chính của Liên Hợp Quốc về người Palestine. Tháng trước, Washington thông báo rằng họ đã tạm ngừng việc cung cấp tài trợ mới cho UNRWA, trong khi đang tiến hành điều tra về cáo buộc có hàng chục nhân viên của tổ chức này đã tham gia vào cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 nhằm vào Israel. Một dự luật được các thượng nghị sĩ công bố vào đầu tháng 2 bao gồm một điều khoản ngăn cơ quan này nhận tiền do dự luật cung cấp. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, ông Miller cho biết Hoa Kỳ ủng hộ công việc của UNRWA và ưu tiên hàng đầu của người dân Gaza là nhận được sự hỗ trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ và từ các quốc gia khác mong muốn cung cấp cho họ. Ông Miller cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra vấn đề này nhanh nhất có thể. Gần đây, UNRWA cảnh báo rằng tổ chức này có thể buộc phải dừng hoạt động vào cuối tháng 2 nếu nguồn tài trợ không được tiếp tục, đặc biệt sau khi Mỹ và các nhà tài trợ quan trọng khác đã đình chỉ cung cấp viện trợ cho tổ chức này. Theo chính quyền Gaza, Israel cáo buộc 12 trong số 13.000 nhân viên của cơ quan này ở Gaza có liên quan đến các cuộc tấn công của Hamas mà Israel cho rằng đã khiến 1.200 người thiệt mạng, đồng thời châm ngòi cho cuộc xung đột đang ngày một leo thang. Chưa dừng ở đó, theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller còn cho biết, Washington đang xem xét các báo cáo về việc liệu Israel có gây tổn thương cho dân thường trong cuộc chiến ở Gaza, theo một bộ hướng dẫn nhằm đảm bảo rằng các quốc gia nhận vũ khí của Mỹ thực hiện các hoạt động quân sự tuân thủ đúng luật nhân đạo quốc tế. Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Biden đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì tiếp tục cung cấp vũ khí cho Israel khi có nhiều cáo buộc rằng vũ khí do Mỹ sản xuất đã được sử dụng trong các cuộc tấn công khiến dân thường thiệt mạng hoặc bị thương. Ông Miller cho biết, quá trình đang được tiến hành theo hướng dẫn ứng phó sự cố gây hại dân sự CHIRC của Bộ Ngoại giao để đánh giá các sự cố trong cuộc xung đột hiện tại.
Theo ông Miller, quá trình này không nhằm mục đích hoạt động như một cơ chế phản ứng nhanh. Ông giải thích rằng nó được thiết kế để đánh giá một cách có hệ thống các sự cố gây tổn hại dân sự và phát triển các phản ứng chính sách phù hợp nhằm giảm nguy cơ những sự cố như vậy tái diễn trong tương lai. Liên quan tình hình Đông Âu, tướng Alexander Zelensky, tân tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết nước này đã chuyển từ các hoạt động tấn công sang phòng thủ chiến lược. Theo RT, tướng Zelensky nói như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Đức ZDF. Buổi phỏng vấn được công bố hôm 13 tháng 2, diễn ra vài ngày trước khi Tổng thống Ukraine Zelensky bổ nhiệm ông Zelensky làm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, thay cho tướng Valery Zaloni bị sa thải. Cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn mới. Chúng tôi đã chuyển từ tấn công sang phòng thủ nhằm làm kẻ thù kiệt sức và gây tối đa tổn thất cho chúng bằng cách sử dụng các công sự, lợi thế kỹ thuật, các máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử và tuyến phòng thủ đã được chuẩn bị sẵn, tướng Zelensky nói với ZDF. Ông nói thêm, các lực lượng vũ trang Ukraine đã chuyển sang sử dụng thiết bị không người lái trên không và trên mặt đất để bảo vệ tính mạng binh lính. Tôi thà rời bỏ một vị trí, nhưng tôi sẽ không cho phép tổn thất về nhân sự, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết, đồng thời tuyên bố Nga không coi trọng mạng sống của các binh sĩ. Và rằng, theo ước tính của Kiev, thiệt hại về người của Nga trong xung đột cao gấp 7 đến 8 lần so với Ukraine. Theo tướng Zelensky, Ukraine cần tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược để bù đắp cho sự thiếu hỗ trợ từ bên ngoài. Ông cũng khẳng định Kiev vẫn coi việc tiếp cận biên giới năm 1991 của Ukraine là điều kiện chiến thắng chính. Mọi thứ đều dựa trên thực tế là chúng tôi cần kết thúc xung đột bằng cách tiến đến biên giới của mình. Các lựa chọn khác không được xem xét vì đơn giản là chúng tôi không có lối thoát nào khác. Cũng trong ngày 13 tháng 2, tướng Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã thảo luận về các kế hoạch quân sự năm 2024 của Kiev với chỉ huy lực lượng tối cao của NATO tại châu Âu và chỉ huy nhóm hỗ trợ an ninh Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn tin ông Umerov đăng trên Facebook. Theo ông Umerov, các bên cũng thảo luận về nhu cầu của Ukraine về thiết bị tác chiến điện tử để chống lại máy bay không người lái của Nga và tầm quan trọng của việc luân chuyển máy bay chiến đấu trên tiền tuyến. Tiền tuyến Ukraine tiếp tục rực lửa, Kiev Independent đưa tin. Người phát ngôn của lữ đoàn Ivan Siakhak hôm 13 tháng 2 cho biết, Ukraine đang tăng cường đổ dồn quân chiến đấu về Avdiivka thuộc vùng Donetsk và một số đơn vị của lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 đã được rút khỏi thành phố để luân chuyển lần đầu tiên sau gần 2 năm. Avdiivka, nằm cách khu vực do Nga kiểm soát ở Donetsk chỉ vài km, đã hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội của Nga kể từ tháng 10 năm ngoái, khi quân đội Moscow tiến hành bao vây và đánh chiếm lãnh thổ. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố hôm 6 tháng 2 cho biết, tình hình xung quanh Avdiivka đang trở nên rất khó khăn. Phát ngôn viên Siakhak cũng thông báo rằng, lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 không còn đủ khả năng để tự mình trấn giữ thành phố. Tuy nhiên, tiếp viện đang đến. Dù vậy, ông không tiết lộ đơn vị nào đã được triển khai tới Avdiivka để tăng viện cho lữ đoàn 110, chỉ lưu ý rằng đây là sự hỗ trợ đắc lực giúp chúng tôi cảm thấy an tâm hơn. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 của Ukraine đã bảo vệ Avdiivka từ tháng 3 năm 2022. Theo ông Siakhak, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở thành phố phía đông, trong đó lực lượng Nga đang cố gắng cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính của Ukraine. Tình báo quân sự Ukraine HUA hôm 13 tháng 2 cáo buộc rằng Nga đã mua thiết bị đầu cuối Starlink từ các nước Ả Rập để sử dụng trên chiến trường. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết họ đã chặn được các liên lạc vô tuyến nơi Nga đang thảo luận về việc mua thiết bị đầu cuối Starlink ở các nước Ả Rập, nhưng không nêu rõ quốc gia nào. Elon Musk, chủ sở hữu của SpaceX, đã phủ nhận vào ngày 11 tháng 2 rằng công ty của ông không bán bất kỳ thiết bị đầu cuối Starlink nào cho Nga. Trong một tuyên bố tiếp theo, ông Musk cũng khẳng định Starlink sẽ không kết nối với các thiết bị ở Nga. Tuy nhiên, cả tình báo quân sự và truyền thông đều cho biết lực lượng Moscow đã kết nối Starlink với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Ukraine, chứ không phải trên lãnh thổ Nga. Trước đó, vào hôm 11 tháng 2, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng các thiết bị đầu cuối Starlink đang được sử dụng bởi các đơn vị lữ đoàn tấn công đường không số 83 của Nga. Lực lượng đang chiến đấu gần các thị trấn Klitschivka và Andriivka ở khu vực phía đông Donetsk.
Cùng với các cáo buộc nêu trên, tờ Kyiv Independent cho biết thêm, cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã công bố một đoạn ghi âm một cuộc điện thoại bị chặn, trong đó các binh sĩ Nga được cho là đang thảo luận về việc thiết lập thành công thiết bị đầu cuối của hệ thống Internet vệ tinh Starlink. Ở diễn biến khác, sau nhiều tháng cân nhắc, vào sáng sớm ngày 13 tháng 2, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua gói tài trợ trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết, hôm nay, chúng tôi đã khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin thất vọng vì ngày ông đặt câu hỏi về quyết tâm của Mỹ. Hôm nay, chúng tôi gửi một thông điệp lưỡng đảng rõ ràng về quyết tâm tới các đồng minh của chúng tôi trong NATO. Một ngày trước đó, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson hôm 12 tháng 2 đề xuất rằng ông sẽ không ủng hộ dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, bao gồm tài trợ cho Ukraine, với lý do gói viện trợ không giải quyết được cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở biên giới phía Nam Hoa Kỳ. Sau khi được thông qua bởi Thượng viện, dự luật này dự kiến sẽ được đưa đến Hạ viện, nơi Đảng Cộng hòa đang lãnh đạo. Dự luật cũng phân bổ 14 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Israel, viện trợ nhân đạo cho Gaza và Ukraine, hỗ trợ cho các đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và tài trợ để ngăn chặn các cuộc tấn công của phiến quân Houthi ở Biển Đỏ. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell kêu gọi các thành viên trong đảng của ông ủng hộ dự luật và không quên vai trò lâu dài của Mỹ trong việc duy trì an ninh toàn cầu. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích bình luận của Trump là đáng xấu hổ và nguy hiểm sau khi cựu Tổng thống Mỹ dọa không bảo vệ thành viên NATO trước Nga. Điều đó thật ngu ngốc, đáng xấu hổ và nguy hiểm. Làm sao có thể tưởng tượng một cựu Tổng thống Mỹ nói ra điều như thế? Cả thế giới đã nghe thấy, điều tệ nhất là ông ấy có ý định như vậy. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói tại Nhà Trắng vào ngày 13 tháng 2. Tổng thống Biden chỉ trích người tiền nhiệm là mối đe dọa với nền dân chủ. Khi nhìn vào NATO, ông ấy không xem đây là liên minh bảo vệ Mỹ và thế giới. Ông ấy chỉ thấy liên minh như tổ chức bảo kê, ông Biden nói. Đồng thời cảnh báo các đồng minh của ông Trump ở Hạ viện sẽ rơi vào bẫy của Nga nếu không thông qua gói viện trợ cho Ukraine. Đáng lưu ý, Reuters hôm 13 tháng 2 dẫn lời một cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thúc đẩy những thay đổi đối với NATO nếu cựu Tổng thống trở lại nắm quyền. Điều này có thể khiến một số quốc gia thành viên mất đi sự bảo vệ trước một cuộc tấn công từ bên ngoài. Kay Kellogg, một trung tướng đã nghỉ hưu và từng là chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia của cựu Tổng thống Donald Trump, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu một trong 31 quốc gia thành viên của Liên minh không chi ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội của mình cho vấn đề quốc phòng như đã thỏa thuận, ông sẽ ủng hộ việc loại bỏ các biện pháp bảo vệ điều 5 của quốc gia đó theo Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Theo đó, Điều 5 của NATO quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên của liên minh có trụ sở tại châu Âu sẽ được coi là một cuộc tấn công nhằm vào tất cả và các thành viên của liên minh và phải bị đáp trả một cách thích hợp. Ông Kellogg, người cũng từng là cố vấn an ninh quốc gia của cựu phó tổng thống Mike Pence, cho rằng nếu có ý định trở thành một phần của liên minh, hãy đóng góp cho liên minh, hãy là một phần của liên minh. Trước đó, Tổng thống Biden và các quan chức hàng đầu của phương Tây đã nhanh chóng chỉ trích cựu Tổng thống Trump sau khi ông đưa ra tuyên bố sẽ không bảo vệ các đồng minh NATO, những nước không đầu tư đủ cho quốc phòng và thậm chí sẽ khuyến khích Nga tấn công họ. Ông Kellogg từ chối cho biết liệu ông đã thảo luận về đề xuất của mình với ông Trump hay chưa, mặc dù ông cho biết họ thường xuyên thảo luận về tương lai của NATO. Cựu Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ giành được đề cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa cho cuộc tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11 tới. Theo ông Kellogg, nếu ông Trump giành chiến thắng, ông có thể sẽ đề xuất tổ chức một cuộc họp NATO vào tháng 6 năm 2025 để thảo luận về tương lai của liên minh. Ông cho biết sau đó NATO có thể trở thành một liên minh theo cấp bậc. Theo đó, một số thành viên được hưởng sự bảo vệ tốt hơn dựa trên việc họ tuân thủ các điều khoản thành lập của NATO. Cựu Tổng thống Trump hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, trước đó, Ủy ban tranh cử của ông Trump đã xác định ông Kellogg là cố vấn chính sách, người có thể đảm nhận một vai trò nào đó trong chính quyền của ông Trump nếu tái đắc cử. Cựu Tổng thống Trump và các đồng minh của ông ngày càng tỏ ra rằng họ có ý định xem xét lại cam kết kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ với NATO. Từ lâu, họ đã liên tục phản ánh rằng các thành viên châu Âu trong NATO không chia sẻ trách nhiệm chiến lược một cách công bằng với Mỹ. Ông Kellogg cho biết, ngoài việc mất các biện pháp bảo vệ theo Điều 5, các biện pháp trừng phạt khác ít nghiêm khắc hơn cũng có thể xảy ra, chẳng hạn như mất quyền tiếp cận đào tạo hoặc tài nguyên thiết bị dùng chung.
Ông nói thêm rằng các nước thành viên nên thoải mái rút khỏi NATO. Nếu Tổng thống Trump tái đắc cử, sau khi cuộc bầu cử kết thúc, tôi sẽ đưa ra cho mọi người cái mà chúng tôi gọi là lệnh cảnh báo. Tôi có thể sẽ nói rằng họ có thể chuẩn bị để thảo luận về vấn đề này vào tháng 6. Tôi nghĩ đó là một cuộc trò chuyện rất nghiêm túc và là một trong nhiều cuộc trò chuyện về an ninh quốc gia cần phải có, ông Kellogg nói. Phó thư ký Hội đồng An ninh Nga Mikhail Popov trong một cuộc phỏng vấn với Investia đã cảnh báo về những sai lầm mà lãnh đạo Mỹ có thể phạm phải trong bối cảnh tình hình chính trị nội bộ căng thẳng hiện nay và nhấn mạnh rằng những hậu quả của những sai lầm đó có thể lan rộng ra cả thế giới và gây ra một thảm họa toàn cầu. Ông nói, trong tình hình chính trị nội bộ khó khăn và căng thẳng tổng thể ở Hoa Kỳ mới xuất hiện gần đây, cái giá của những sai lầm trong quản lý mà các nhà lãnh đạo quốc gia phạm phải, dù cố ý hay vô tình, đã tăng lên đáng kể. Và không còn nhiều khoảng cách nữa cho đến khi xảy ra một thảm họa toàn cầu. Ông nhắc lại rằng, vào giữa những năm 1970, thiếu tá Harold Herring đã rời khỏi lực lượng không quân Hoa Kỳ sau khi bị hỏi liệu có cách nào để đảm bảo rằng lệnh phóng tên lửa hạt nhân tiềm năng sẽ chỉ đến từ một tổng thống tỉnh táo. Và ở thời điểm hiện tại, bây giờ, 50 năm sau, câu hỏi này càng trở nên quan trọng và phù hợp hơn. Đặc biệt sau khi các báo cáo gần đây của luật sư đặc biệt Robert Hood, người được chỉ định điều tra vụ tài liệu mật mà đương kim Tổng thống Joe Biden và nhân viên của ông đã đưa ra khỏi Nhà Trắng, một quan chức an ninh nói. Ông nói thêm rằng, ở Mỹ, người duy nhất có thể ra lệnh phóng vũ khí hạt nhân hiện tại là Tổng thống Mỹ, người mà luật sư Hành mô tả là người đàn ông lớn tuổi trí nhớ kém, người hiện khó có thể nhớ các sự kiện và chi tiết chính trong nhiều trường hợp. Ông Popov chỉ ra rằng, quyết định phóng hạt nhân ở Mỹ phải do Tổng thống Mỹ đưa ra với sự nhất trí của Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng hiện không tại chức và không ai biết ông ấy ở đâu, ai thay mặt ông ấy. Quan chức này mô tả, thật đáng ngạc nhiên khi lá chắn hạt nhân của Mỹ thực sự đã bị tổn hại. Reuters đưa tin, một vụ lở đất ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13 tháng 2 khiến 9 thợ mỏ mất tích, theo Bộ Năng lượng nước này. Đoạn video được nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Sarıgül chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy một ủ đất khổng lồ mà nhà chức trách cho biết đã được xử lý để lấy vàng và chất đống trên các ngọn đồi nhanh chóng vỡ vụn, cuốn theo đất đá, đổ xuống thung lũng trong một trận lũ cuốn. Reuters đã có thể xác minh vị trí của video thông qua việc so sánh với các ngọn núi, đồi và địa hình xung quanh khu vực, cũng như sự phù hợp của cách bố trí các tòa nhà và đường phố với những gì được nhìn thấy trong cảnh quay chứng thực và truyền hình trực tiếp từ các kênh quốc gia. Bộ trưởng Nội vụ Ali Chali Kaya cho biết 400 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những thợ mỏ mất tích. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.